Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Tiếp tục với chương mục thông tin nhanh, One Piece chapter mới. Lưu ý video này không dành cho những anh em gắt spoiler cũng như chờ chapter ra đầy đủ để thưởng thức một cách trọn vẹn. Và video này cũng không phải video phân tích chapter mà chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin kèm theo một vài nhắn nhá cho Sơn. Và One Piece chapter 1078 mới nhất này tiếp tục là một chapter thật sự hấp dẫn với những thông tin xoay quanh Bang Mugen và tiến sĩ Vegapunk. Theo đó thì trong chapter này chúng ta đã biết chính xác ai là kẻ phản bội. Và tôi thành thật xin lỗi, vẫn không làm Atlas. Không những vậy thì trận chiến giữa Sanji với Seraphim Jinbe vẫn đang tiếp tục theo một hướng không ai có thể nghĩ tới. Tôi biết là Sanji ngay lúc này thật sự rất mạnh, nhưng hành động như thế này thì không thể chấp nhận được. Bởi ai đều lại đi xem thường nhân loại tối cường, thứ sức mạnh giúp cho chính quyền thế giới thay thế hệ thống thất phải đến vậy. Còn cụ thể như thế nào thì, ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống, ăn miếng bánh uống chén trà và bàn luận về một vài thông tin nhanh quanh bi chapter 1078 mới nhất này. Theo đó thì chapter 1078 này có tiêu đề là thời hạn để chạy trốn. Còn trang bị chapter tiếp tục là cover story về Gima số 6. Theo đó thì trong Void 33 này, nhóm nghiên cứu vì hòa bình Mask phiên bản không có Vegapunk cũng như Queen Mình Dịch được thành lập. Nó có tên là Nail Mask. Và chúng ta đã thấy nó chỉ bao gồm Caesar Clown với Vinmachet. Mới đánh nhau đó, nhưng giờ đã tại bác mạc mừng trong sự chẳng hiểu điều gì, thưởng án thở dài của Razor với Ichiji. Với điều này thì liệu rằng nhóm Nail Mask này sẽ xuất hiện ở FH hay là tạo lập một âm mưu khủng khiếp nào khác? Thật sự rất tò mò. Chapter bắt đầu với hình ảnh ở chỗ Shinbe với Stussy. Theo đó thì cô nàng Stussy đã liên lạc với Sentomaru bằng Dendenmushi. Thông tin việc Kizaru kéo nguyên một hạm đội khổng lồ đang trên đường tiến tới FH. Đây là cái cách mà chính quyền thế giới thực hiện các biện pháp ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra. Và có hai lý do cho việc chính quyền thế giới lại điều động một lực lượng khổng lồ vượt xa Butter Core thông thường, kéo cả một hạm đội khổng lồ hơn 100 tàu chiến tới FH. Đầu tiên, đó là vì tiến sĩ Vegapunk đã nghiên cứu Boneclick có những bước đột phá. Nó vượt xa những khám phá do giáo sư Clover cùng với các cộng sự ở Ohara 22 năm trước. Và điều này thì tôi cũng đã nói trước đó, rõ ràng là vậy rồi. Thứ hai, đó là vì lực lượng phòng thủ ở FH này không giống như Ohara, nó mạnh hơn đáng kể. Còn nó mạnh như thế nào thì chúng ta có thể kể sơ sơ qua lại 50 Pacific Time Mark 3 mới nhất, với những tấm khiên bong bóng mạnh nhất do Vegapunk chế tạo. Không những vậy, còn có sự xuất hiện của tướng hoàng Luffy Murom cùng với đồng đội nữa. Đồng thời có thể thấy, trong khi Stussy nói chuyện với Sentomaru thì Jinbe vẫn đang ở bên cạnh. Thông tin của Stussy khiến cho khu vực công xưởng bắt đầu náo loạn, mọi người bắt đầu sơ tán khắp khỏi hòn đảo FH. Chapter chuyển cảnh qua chỗ khu vực tầng 3 ở tòa tháp C. Có thể thấy cơ thể Rangky đã bị hóa đá một nửa, không thể di chuyển được. Dù vậy thì Rangky vẫn có thể nói chuyện và đang cố gắng dùng cánh tay còn lại để tấn công Seraphim Bo Hancock hay là làm một điều gì đó. Còn Lilith với Usopp thì đã bị hóa đá 100%. Bân 04 Pythagoras đã hỏi Seraphim Bo Hancock trong khi nước mắt lưng tròng rằng ai đã ra lệnh cho cô ấy. Nhưng Seraphim Bo Hancock đã không trả lời, thậm chí sau đó còn lạnh lùng dùng chân giẫm nát Pythagoras, tạo ra một vụ nổ lớn. Quá đáng thương cho Pythagoras, một cái kết không thể nào tồi tệ hơn. Nó khiến cho Rangky rất điên tiết, nhưng với cơ thể hiện tại, Rangky không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Chapter chuyển cảnh sang nhóm của Robin đang ở tầng 2 của tòa tháp A, tức là ngay bên dưới của nhóm Luffy Zoro. Theo đó thì Robin với sự nhạy bén của mình đã phân tích rằng, trong khi mọi người đang bận chiến đấu với Seraphim, có lẽ điều gì đó đã xảy ra với tiến sĩ Vegapunk. Và bân 05 Atlas đã nói rằng, có một phòng thí nghiệm bỏ hoang đã bị phong tỏa từ lâu. Nghe thế thì Robin đã yêu cầu Atlas dẫn cô và Chopper tới đó. Và họ đã dùng đôi giày đơm để có thể di chuyển một cách nhanh nhất có thể. Với điều này thì liệu rằng họ sẽ là những người đầu tiên tiếp cận kẻ phản bội không? Bởi ngay lúc này, họ là những người gần với khu vực tầng hầm dùng để nhốt Vegapunk nhất. Thật sự rất tò mò. Chuyển qua nhóm Sanji đang ở tầng 3 bên trên. Có thể thấy Nami đang ôm Edison trên tay. Brook thì chuyển qua trạng thái linh hồn và nói rằng sẽ đi tìm Vegapunk. Và nếu bạn còn nhớ thì ở Wano Cook, Brook vẫn luôn sát cánh bảo vệ Robin trong xuyên suốt trận chiến. Với điều này thì liệu rằng mọi chuyện sẽ lặp lại khi Robin cũng đang trên đường tới chỗ Vegapunk. Và Brook dạng linh hồn sẽ kháng được rất nhiều đòn tấn công vật lý, chẳng hạn như là khẩu súng đã bắn bưng không một Sakai. Còn Sanji thì vẫn đang tiếp tục chiến đấu với Seraphim Jinbe. Và khung tranh này bạn thấy gì ấn tượng không? Phải nói là siêu ấn tượng, khi Sanji hoàn toàn đi ngược lại với Luffy và Zoro. Nếu Luffy, Zoro liên tục tung ra những đòn tấn công vào Seraphim Kuma và Mihawk nhưng không thể hạ gục được bởi ngọn lửa vẫn rực cháy sau lưng, thì Sanji đã chọn cách khác ít tốn sức lực hơn nhưng lại gây ra thương tổn tâm lý, cảm giác ức chế tột độ cho Seraphim Jinbe. Sanji đã khoanh tay đứng yên đó cho Seraphim Jinbe thoải mái đánh đấm, đánh khi nào mệt thì nghỉ. Sanji không hề phản kháng. Đây là một cách áp chế tâm lý cực kỳ hiệu quả, khiến cho đối thủ có cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng. Rõ ràng là vậy, khi Seraphim Jinbe đã đấm tới toát mồ hôi, còn Sanji thì vẫn chỉ cười và cười. Ngươi có biết cái này là gì không? Cái này được gọi là sức mạnh của tình yêu đó. Sanji lên tiếng dạy đời Seraphim Jinbe, lúc này chỉ là một đứa trẻ, một người máy sinh học trong khuôn mặt trẻ thơ. Về cơ bản thì sau khi bị Queen chặt chém, siết người ở Wano Quốc, thì giờ Sanji đã thấu hiểu rõ hơn sức mạnh của bộ gen nhà Gima 66 đang có trong người là như thế nào. Phải chăng Sanji cũng có những đặc tính của chủng tộc Lunaria, nhưng có phần cải tiến hơn, khả năng cao là vậy. Chuyển cảnh đến nhóm Luffy đang ở tầng 4, phía bên trên của nhóm Sanji. Theo đó thì hai Seraphim Kuma và Mihawk vẫn đang ở trong trạng thái phòng thủ khi ngọn lửa trên lưng liên tục cháy, khiến cho nhóm của Luffy vẫn chưa thể đánh bại được. Với điều này thì tôi tự hỏi,
Không lẽ nếu như các Seraphim cứ mãi trong trạng thái phòng thủ thì Zoro với Luffy thật sự không thể đánh bại được chúng? Nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm. Đột nhiên, Seraphim Mihawk đã biến mất khỏi cuộc chiến trong sự kinh ngạc của Luffy với Zoro. Với điều này thì Luffy đã nói rằng Seraphim Mihawk đã thay đổi mục tiêu sang những đối tượng yếu hơn. Vì điều đó sẽ làm cho những cái mạnh trong nhóm như Luffy bị phân tâm, đánh mất sự tập trung vào việc quan trọng hơn. Chẳng hạn như khi Seraphim Mihawk nhắm tới Nami thì Luffy và Zoro không thể nào tập trung trong việc tìm kiếm về cái băng được. Bọn người máy sinh học Seraphim này thật sự rất đáng sợ, không những mạnh mà còn quá mức thông minh, tinh ranh. Vậy là nhóm Luffy đã chia ra. Theo đó thì Zoro với Kaku sẽ đuổi theo Seraphim Mihawk, còn Luffy với Luxray thì vẫn ở lại chiến đấu tiếp tục với Seraphim Kuma. Với tình hình này thì tôi đề nghị ở chapter sau, Oda cho luôn hai Seraphim Mihawk với Kuma tập trung luôn lại chỗ của Sanji, để cho các ba Seraphim này hội đồng tấn công Sanji là hợp lý nhất. Khung tranh này có thể thấy Luffy và Luxray vẫn đang đấm Seraphim Kuma rất nhiệt tình. Khung tranh tiếp theo, chúng ta có thể thấy bọn này ngồi khóc nức nở bên trong căn phòng Nikkyu. Có lẽ cô nàng quá đau đớn khi xem xong toàn bộ ký ức của người cha Kuma. Đồng thời, người kể chuyện cũng đã có những khung thoại dẫn như thế này. Đây là tất cả những sự kiện xảy ra một ngày trước sự cố SH nổi tiếng. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự cố này đã bắt đầu từ 3 tháng trước. Kèm theo đó là bắt đầu một đoạn hồi tưởng ngắn. 3 tháng trước ở thánh địa Merozoi nhận được một tin nhắn từ hòn đảo SH. Một người bí ẩn đã thông báo rằng Vegapunk đang tiến hành nghiên cứu về thế kỷ trống. Điều này khiến cho chính quyền thế giới gửi một số đặc vụ Cyberbolt đi tới SH để kiểm tra, tìm ra sự thật. Và các đặc vụ Cyberbolt đã không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào, nhưng tất cả đều đã biến mất một cách bí ẩn trên đường trở về. Sau đó thì một người bí ẩn lại gọi đến thánh địa Merozoi. Lần này người bí ẩn đó yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Ngũ Lỗ Tinh. Và sau cuộc trò chuyện đó, Ngũ Lỗ Tinh tin rằng Vegapunk đã phản bội họ. Vì vậy, Ngũ Lỗ Tinh đã quyết định cử Sibiro đi trừ khử Vegapunk, và đó chính là nhóm Ruxy như chúng ta đã biết. Bên cạnh đó, Ngũ Lỗ Tinh còn có một kế hoạch dự phòng khác, phòng cho trường hợp nhóm Sibiro thất bại. Đó là một trong Ngũ Lỗ Tinh đã quyết định tự mình thân trên đi tới khác dưới sự hộ tống của Kizaru cùng với một lực lượng hải quân hùng hậu. Cụ thể là toàn bộ hải quân từ tất cả các căn cứ. Và lực lượng đang tiến đến hòn đảo SH ngay lúc này đã có quy mô của một cuộc đại chiến. Và tôi cũng đã kịp thời có một video nói về các dấu hiệu của một cuộc đại chiến. Và đi cùng với những lời dẫn của người kể chuyện là một loạt khung tranh với những hình ảnh của Ngũ Lỗ Tinh Sa Tịnh, Đô đốc Kizaru, Phó Đô đốc Đo cùng với nhiều người khác. Và có thể ba nhân vật mới này cũng là những phó đô đốc giống như Đo. Và khung cảnh này là hệt như những khung tranh Oda miêu tả quang cảnh hải quân tấp nập tiến về Marineford, chuẩn bị cho trận đại chiến với liên minh bang hải tặc râu trắng 2 năm trước. Cũng là những lời của người dân truyện, kèm theo hình ảnh Luffy cầm tấm vải vơ cạc đang cháy gần hết của A. Cũng là hình ảnh của những hải quân như là phó đô đốc Komil, Hina, Smoker, người khổng lồ John, thậm chí là có cả hình ảnh của hai đô đốc Kizaru với Aokiji, kèm theo người đứng đầu hải quân, thủy sư đô đốc Sengoku. Cái xuống dưới là tất cả thánh địa Merozoi với các thác vua hải. Về cơ bản thì đó là những khung tranh thể hiện chính quyền thế giới chuẩn bị chu đáo như thế nào cho trận đại chiến với liên minh bang hải tặc râu trắng. Và ngay lúc này chính quyền thế giới còn đón tiếp Luffy với Vegapunk chu đáo hơn như thế nữa, khi có cả một trong Ngũ Lỗ Tinh. Nó cho thấy tầm vóc của trận chiến sắp xảy ra tại khác này lớn tới mức độ nào. Người kể chuyện tiếp tục nói rằng kết cục của sự cố ác khác vào ngày hôm sau sẽ gây ra chấn động thế giới theo cách mà không ai có thể tưởng tượng được. Kèm theo đó là hình ảnh con tàu bạn Murom Thousand Sunny đang lên đên trên đại hải trình. Nhưng đặc biệt nhất là sự xuất hiện của ba khuôn mặt đại diện cho ba thế lực này: Thủy sư Rock Akainu, Tứ Hoàng Luffy trong trạng thái G5 và cuối cùng là một trong Ngũ Lỗ Tinh. Đúng là cái gì có liên quan tới Luffy thì đều ở một tầm vóc quá khác biệt so với những hải tặc cùng trang lứa. Và trong phần cuối cùng của chapter, vậy là chúng ta đã biết chính xác kẻ phản bội là ai. Và đúng như nhận định của Bưng Không Một Sakka trước đó, đó cũng là một Vegapunk. Cụ thể chính là cô nàng cao to Bưng Không Sáu Giót, bản sao thể hiện ham muốn dục vọng nguyên thủy của tiến sĩ thiên tài Vegapunk. Theo đó thì sau khi bắn xuyên sọ Sakka, Giót với khẩu súng trong tay đã tiến về phía Vegapunk. Vẫn là khuôn mặt với cái miệng cười cười với nét lờ đờ đó, nhưng không phải lờ đờ vì mới vừa đi ỉ xong chuẩn bị đi ngủ, mà là vì ước muốn sắp trở thành hiện thực, nên Oda miêu tả cũng hơi rùng rợn hơn một chút. Này Stella, tôi muốn trở thành một thiên long nhân, Bưng Không Sáu Giót lên tiếng. Nó khiến cho tiến sĩ Vegapunk kinh ngạc, sốc tột độ. Cái gì? Ngươi không nhìn thấy bọn chúng như thế nào khi chúng ta đến Merozoi à? Tại sao ngươi lại muốn trở thành một con người đáng khinh bỉ như vậy? Và cô nàng Giót đang ngồi sớm thoải mái nói rằng đó là những gì Sakka sẽ nói, nhưng bây giờ hắn ta đã chết rồi. Tất cả những Vegapunk này thật sự quá phiền phức. Thế giới này chỉ cần một Vegapunk là đủ. Với điều này thì rõ ràng Bưng Không Sáu Giót không chỉ muốn trừ khử năm bản sao kia, mà cả chủ thể, chính là con người thông minh nhất thế giới, tiến sĩ Vegapunk. Tham vọng của Giót thật sự quá khủng khiếp, nó khiến cho cô nàng này bất chấp mọi thứ, đánh đổi tất cả mọi thứ để đạt được. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu cảm thán của Bưng Không Hai Lilith trước đó là như thế nào. Tại sao kiểm soát ham muốn của một sinh vật sống lại là bất khả thi nhỉ? Rõ ràng dù là bản sao của Vegapunk, nhưng chính vị tiến sĩ này đã không thể kiểm soát được Bưng Không Sáu Giót. Chỉ mới là thông tin nhanh, chưa có bản chính thức, nên nó nhiều sẽ mắc hay. Hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.